mà biết đứa nào đặt hàng là biết tay với mẹ. Trời, đi học về đi rồi điều tra ra mới được. Kỳ nó sắp đi học về rồi, bình thường nó sẽ về trước anh hai, phải điều tra nó trước mới được. La 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 la, có mẹ nó học về à? Đây đây đây, mày biểu cái này rồi. Dạ. Biết cái này là gì không? À, cái này là bao đeo móng tay chơi game nè mẹ. Đeo cái này vô là chơi bao một con không đổ một đôi tay luôn mẹ. Vậy là món đồ này con đặt đúng không? Đâu phải con đặt đâu mẹ, đâu có biết đặt đâu. Vậy chứ ai? Thôi một sao à, con mới cái kim cương 3 sao à, chắc thay đặt cái mẹ thay chơi hay hơn con à. Vậy cũng đúng. Anh hai cũng chơi game, Kỳ cũng chơi game, làm sao đối thừa Kỳ được. Đợi anh hai về hỏi kỹ mới được. Anh hai về kìa, để mẹ hỏi rồi. Cái này là cái gì con biết không? Ủa này là gì đâu biết đâu mẹ. Anh hai xạo cái này, anh hai chơi game hoài mà anh hai không biết. Anh hai không biết thiệt mà. Anh hai nói dối. Nó không có biết. Anh hai đừng có nói dối, anh hai chơi game điện thoại mà anh hai không biết. Không có biết cái anh này là nói dối. Thôi thôi thôi, nhức đầu quá đi. Đừng có cuộc là đứa nào đặt hàng này đây.